Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi gặp lại quý vị các bạn trong một ngày thứ hai, một ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới. Và lời đầu tiên cho em Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chúc toàn thể quý vị các bạn một tuần làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Và đến với một video mới ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng đài mono. Đây là một cây đài rất đáng để chơi các bác nhé. Và đài đang còn rất là đẹp. Đây là chiếc Natural 560, một cái model phải nói là thuộc top cao cấp của dòng mono rồi. Và đây là một cây đài thực sự rất đẹp, dành cho bác nào mà đang tìm dòng đài đẹp, bác nào mà đang quá kỹ tính, quá khó tính về các dòng đài mono thì hãy gặp em Tuấn để chốt chiếc đài này. Đây là chiếc hàng bãi về các bác nhé. Và tất nhiên về phần thân vỏ cũng như hoạt động của nó thì hoàn hảo. Và đây là một cây đài rất đẹp. Đầu tiên em Tuấn sẽ giới thiệu phía đằng trên trước. Chúng ta sẽ có một cái anten zin đang còn rất là mới, một cái quai sách zin và hai phần mạ chrome ở hai đầu tay sách vẫn đang còn rất là mới nhá. Đây, rất là bóng đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Và tất cả các phần núm nút là còn nguyên bản hết. Và chúng ta sẽ có những chức năng gì? Chúng ta sẽ có một nút da băng ở đây nhá. Đó, da băng là ngay đây. Play đây và stop đây các bác nhá. Stop là nút dài nhất này. Và chúng ta sẽ có một cái cần gạt chức năng gồm có băng cassette và radio. Tiếp theo là ba băng tần của radio, chúng ta nghe ở SW, MW hoặc là FM. Trước đây FM 90 nhá. Và dòng cao cấp thì nó đã có nút bass tap chỉnh riêng rồi, bass tap này. Tiếp theo là mic volume, cái này thì chúng ta cũng không quan tâm tới đúng không? Dùng micro thì chúng ta mới mở lên thôi, còn đâu được để nguyên. Và đây là volume của đài. Đó, rất là đơn giản thôi. Và bên này chúng ta sẽ có một cái dò sóng tuning ở bên tay phải chúng ta đây. Đấy, cả vẫn đang còn mạ rất đẹp. Dòng đài Natural thì nổi tiếng về độ bền bỉ, độ hoạt động rất là dẻo dai đúng không ạ? Rất là ổn định. Và đây chúng ta nhìn này, cái phần miếng meca dò sóng này làm rất là to và rõ. Đây là thể hiện được ba băng tần gồm có FM này, AM rồi SW đây. Và bên này là một cửa băng. Đấy, tất cả phần mạ nó còn rất là mới, kể cả phần mạ phía loa tép cũng như là mặt dò sóng này. Chúng ta sẽ có một cái loa tép nằm bên trái đây, rất là to nhá. Nó làm dạng như một cái hệ tản nhiệt rất là đẹp đúng không ạ? Rất giống một những cái tản nhiệt ở trên những cái cánh âm ly rất là to. Và bên loa bass cũng vậy này. Nó những cái sọc ngang này, nhìn cho chiếc đài rất là khỏe khoắn. Và chiếc đài này thì có cái kích thước to hơn chiếc 545 hôm trước em bán nhá. Đây là dòng cao cấp rồi. Đấy, cả những cái phần mạ ở trên phím băng cassette này được mạ chrome rất là sáng, rất đẹp nhé. Đây là bên tay trái của chiếc đài. Chúng ta sẽ có một jack, các bác dùng adapter 9V cũng chạy được các bác nhé. Và một số jack của micro cũng như là hàng mic. Đây là phía đằng sau này, rất là đẹp nhé. Đây thực sự là một cây đài rất đáng để chơi. Đây model đầy đủ nó là ZQ560, hay chúng ta còn gọi là Natural 560. Và đây số Sereno nó đóng trực tiếp ở trên đây. Đây là một miếng nhôm nhé. ZK453708. Đó là số Sereno, made in Japan các bác nhé. Nắp pin này. Một cây đài bãi về thì các bác không phải nghĩ ngợi về chất lượng rồi. Và cũng như là độ mới của nó rất là đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức chất âm của nó nhé. Em Tuấn sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Tiếng của dòng này thì cho ra chất âm rất là hay. Tiếng rất là chắc, khỏe.
với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Biệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thầm. Gặp anh trong bát tép là vẫn hiệu ứng tốt nha các bác nhá. Đó, chúng ta chỉnh nghe bát tép theo ý mình. Khi chiến tranh còn gây thêm máu. Top. Và chúng ta sẽ test qua phần radio. Chúng ta gạt nút chức năng là lên trên giữa nhá. Đó. Con nhỏ volume lại một xíu nhá. Bỏ điều kiện cư trú, giảm điều kiện thu nhập cho người mua nhà xã hội. Với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Và đặc biệt là các cái lĩnh vực liên quan đến sân khấu và sân khấu dân tộc nói riêng thì đã có một ngày lễ, một ngày hội rất là lớn. Đó là ngày lễ dỗ tổ ngành sân khấu Việt Nam. Nhằm ngày tiếng rất là to, rõ đúng không? Anh Lạ có thể nét luôn. Giới thiệu đôi chút về... Đặc biệt là bác nào mà tín đồ của radio thì nghe những dòng radio mà mono như thế này thì tiếng thì rất là hay rồi. Tiếng thì to, rõ và rất là trong. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 3.800.000 đồng nhé. Bao ship toàn quốc. Và giá trên thì em đã tặng các bác một cục nguồn rồi, trị giá 200.000 đồng. Các bác về không phải mua bán gì cả, không phải mua thêm, đúng không ạ? Cục chuyển nguồn 100V. Và em tặng một cục xịn luôn các bác nhá. Và mọi chi tiết các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444. Bác nào mua hàng bên em rồi thì có thể chuyển khoản đủ. Và em Tuấn sẽ tặng các bác hai cuốn băng trị giá 200.000 đồng. Bác nào mà chưa mua lần nào, mua lần đầu tiên thì có thể cọc một số tiền nhỏ. Và em sẽ ship đến và các bác thanh toán nốt số tiền còn lại cho bưu điện. Và em Tuấn sẽ tặng các bác thêm một cuốn băng thôi. Đó, rất là ưu tiên các bác nào mà đã mua hàng cũng như là đã tin tưởng bên shop. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.